Thưa quý vị, chúng ta nghe nói rất nhiều về những con số bồi thường bảo hiểm nhân thọ cực lớn, hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm. Trong đó có khách hàng nhận vài tỷ đồng hoặc nhiều hơn như vậy. Tuy nhiên, điều quan trọng là số tiền bồi thường bảo hiểm đã giúp họ thay đổi quan điểm về bảo hiểm nhân thọ như thế nào và cuộc sống của họ sau đó đã được cải thiện ra sao. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, chị Nguyễn Thị Bích Hạnh luôn yêu thương và muốn bảo vệ gia đình. Đó là động lực để chị dành dụm và cố gắng mua hợp đồng bảo hiểm đầu tiên vào năm 19 tuổi khi đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh, với hy vọng rằng dù có chuyện gì xảy ra, gia đình vẫn sẽ được bảo vệ. Năm 2020, chồng chị mắc ung thư máu. Gia đình nhỏ của chị đối diện với một chi phí điều trị hàng tỷ đồng. May mắn là chồng chị đã mua sản phẩm An Phúc Trọn Đời của công ty bảo hiểm AIA Việt Nam. Và khi biến cố xảy ra, gia đình chị đã nhận được tổng số tiền bồi thường hơn 3,5 tỷ đồng. Thì khi mà anh bệnh thì công ty trả trước khoảng tầm 1,5 tỷ. Sau đó thì anh mất, thì công ty trả số tiền còn lại. Tôi thấy giúp ích rất là nhiều, vì thứ nhất là nó là giữ được cái tài sản tôi đang có. Số tiền mà hai vợ chồng làm rồi tích góp được trong nhiều năm, nó cũng không có vơi đi. Và nó tạo thêm một cái tài sản mới. Gia đình em đã tham gia gói An Phúc Trọn Đời. Bên IA đã chi trả cho gia đình em 615 triệu. Và bên đã giúp đỡ, sau khi ông xã em mất, thì đã giúp bố mẹ con em. Không chỉ là một phương pháp đề phòng rủi ro, mà việc mua các sản phẩm bảo hiểm cũng là một cách để tiết kiệm và đầu tư cho tương lai gia đình. Hàng năm, vào ngày sinh nhật con gái, thay vì tặng quà cho con, anh Trần Thanh Phong dùng khoản tiền đó để đóng phí bảo hiểm mà anh đã mua cho con gái trước đó, để giúp con hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ và tích lũy. Tôi quyết định mua cho con tôi là để cho nó có một cái tương lai gần. Nếu mà mình có xảy ra chuyện gì thì có một cái khoản kinh phí để ổn định cuộc sống cho bé trong cái thời gian cần thiết. Bảo hiểm nhân thọ không đơn thuần là một sản phẩm tài chính, mà còn mang sứ mệnh bảo vệ, cũng như lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc. Chúng tôi rất trân trọng cơ hội được đồng hành cùng khách hàng của mình qua những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc sống, qua những chuyến thăm và gặp gỡ những khách hàng đã nhận quyền lợi bảo hiểm. Chúng tôi nhận thấy rõ ràng rằng số tiền chi trả không chỉ giúp cho khách hàng của chúng tôi vượt qua những thời điểm khó khăn mà còn mang lại một tương lai tươi sáng hơn cho chính bản thân và gia đình của họ. Đây chính là động lực giúp chúng tôi tiếp tục nỗ lực mỗi ngày để giúp nhiều người Việt được bảo vệ trước những bất trắc trong cuộc sống. Rõ ràng, sau những con số bồi thường bảo hiểm là bức tranh tươi sáng của các gia đình, nơi niềm tin và hy vọng về tương lai được vun đắp mỗi ngày. Bảo hiểm nhân thọ giúp tạo ra những thay đổi tích cực cả về tài chính lẫn tinh thần, nếu chúng ta tìm được một điểm tựa ngay từ khi còn khỏe mạnh.